cuộc sống của thầy nói là hơi tẻ nhạt chút xíu, nên hút thuốc đó. Con cũng biết sao đó chú ơi, nhưng mà nếu mà được thì về là con cho hút cái khác, con cho hút cái khác. Hút gì con? Hút em, hút em. Đừng hút thuốc nữa mà hút vào em đi. Đúng không chú? Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Có một tai nạn. Có một tai nạn là mình có một bé con trai. Tai nạn có con đó. Có một con trai 11 tuổi rồi. Tai nạn có con đó. Trong cơn say ta đến bên nhau đúng không thầy? Là khi phát hiện ra bạn nó có gia đình thì em mới chia tay rồi, mới biết là em có em bé. Nhưng một điều ở đây là con em không phải là tai nạn. Con em không phải là tai nạn. Anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Vậy mình đã kết hôn chưa? Có. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Xin chào bên đường gái, mình là Trương Hùng, sinh năm 1985. Hiện tại mình là giáo viên lễ toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhà mình ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy toán cấp 3. Cấp 3? Dạy trường nào thầy ơi? Dạ em dạy luyện thi đại học cho các bạn thi đại học ở chị. Mời nhà gái. Xin chào tất cả chương trình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Quyền Linh. Em thì là Thúy An. Em 25 tuổi, công việc của em là đang bán hàng online, kinh doanh tự do. Dạ, em ở Gò Vấp chị. Bán gì vậy Thúy An? Những cái mặt hàng con bán thì hôm nay cũng có một mặt hàng con mang đến đây để tặng cho chị Ngọc Lan, với tặng cho chú Huyền Linh và bạn Nam bên kia. Và một cái sản phẩm nó hơi nhạy cảm một chút xíu, thì chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan có muốn, có cần mua thì con vẫn bán. Có quà là chú nhận mà gì vậy con, gì mà nhạy cảm không? Cái sản phẩm của con là về sinh lý nam á chú. Ưu điểm khuyết điểm là gì thầy giáo? Chỉ là em có vẻ sống tình cảm đó chị. Đó cũng là khuyết điểm nha. Đôi khi mình sống quá tình cảm đó, rồi có một số người lợi dụng cái tình cảm đó mà mình thiệt hại rất là nhiều luôn á. Dạ nhưng mà em vẫn cảm thấy vui. Rồi. Còn khuyết điểm của mình chắc có thể là chỉ hút thuốc. Hút thuốc, hút nhiều không thầy Hùng? Vì vấn đề công việc cộng với lại cái cuộc sống của mình nó hơi tẻ nhạt một xíu, nên là dùng những cái điếu thuốc đó và những lúc buồn đó anh. Nhưng mà nếu mà có một người bạn gái kế bên thì sẽ bớt tẻ nhạt đi, rồi điếu thuốc đó bỏ đi luôn được không? Dạ được anh. Rồi mời nhà gái. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, tôi luôn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Còn cái nhược điểm của em là nóng tính, với lại là em hơi bị cáu gắt khi đói với khi ngủ. Ưu điểm là biết sai là sẽ sửa, nhưng còn nhược điểm là chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á. Trời ơi. Hay vậy ta. Cô gái này thú vị lắm nha. Hay vậy ta. Tạo niềm vui cho thầy chú Hùng nè, bởi vì cuộc sống của thầy nói là hơi tẻ nhạt chút xíu, nên hút thuốc đó. Con cũng biết sao nó chú ơi, nhưng mà nếu mà được thì về là con cho hút cái khác. Hút gì con? Hút em. Hút em. Đừng hút thuốc nữa mà hút vào em đi. Đúng không chú? Trời ơi quá trời quá đất rồi. Thầy Hùng, mình có mấy mối tình rồi? Cái lúc mà thời bắt đầu là sinh viên học đại học á, thì lúc đó là mình chỉ giống như là chỉ cảm mến bạn ấy thôi. Có một tai nạn. Có một tai nạn là mình có một bé con trai. Tai nạn có con đó. Có một con trai 11 tuổi rồi. Tai nạn có con đó. Trong cơn say ta đến bên nhau đúng không thầy? Cho quên đi những đớn đau trong con tim. Rồi xong rồi cái tai nạn xảy ra. Tức là lúc đó mình còn rất trẻ. Lúc trẻ là bao nhiêu tuổi thầy? Dạ lúc đó mình 24 tuổi rưỡi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem nhà gái có bao nhiêu mối tình rồi. Em cũng trải qua được 3 mối tình. Tình đầu tiên là cái thời đó còn quá nhỏ. Thì sau đó tới kế tiếp thì mối tình thứ hai thì lại còn chưa có vững vàng công việc. Cái mối tình thứ ba thì nó trớ trêu là bạn nó có gia đình rồi. Cho nên là khi phát hiện ra thì tụi em không có tiếp tục nữa. Tức là lúc yêu nhau em không biết? Dạ đúng rồi. Trớ trêu thêm một cái nữa là khi phát hiện ra bạn nó có gia đình thì em mới chia tay rồi, mới biết là em có em bé. Nhưng một điều ở đây là con em không phải là tai nạn. Con em đến với em là sự mong ước của em. Và con em nó là một cái giống như là ông trời bù đắp cho em vậy đó. Tuy là mình không có một cái cuộc tình trọn vẹn,
Nhưng mà thay vào đó là mình có được một nàng công chúa và đáng yêu. Công chúa mấy tuổi rồi con? Dạ công chúa con được 1 tuổi rồi chú. Hả? Mình cũng đã có con rồi. Chắc có lẽ mình cũng hiểu được tình yêu thế nào, mà có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Em mong muốn có một người yêu như thế nào? Bây giờ cái sự đầu tiên và quan trọng nhất em cần là người đó phải đủ bao dung để yêu thương cả mẹ lẫn con. Cái thứ hai nữa là người đó không có hút thuốc. Cái thứ ba nữa là người đó không có được gia trưởng. Bây giờ em là em nói em tên là Chu Hùng hả? Em là Trương Hùng ạ. Em hai tên. Giấy khai sinh của em á, Trương Như Trong, sinh năm 1986, nhưng tên của em là Trường Hùng, sinh năm 85. Trường Hùng hả? Dạ vâng. Bây giờ mình mong muốn có một mối tình như thế nào? Mỗi người mong muốn của em á thì thật ra nó không có mong muốn gì cả. Chỉ chẳng qua là hai người nhìn nhau cảm thấy có cảm giác. Đúng rồi, cảm xúc nó quan trọng ha. Thầy ơi, vậy thầy có điều gì mà không thích ở phụ nữ không? Chắc là em phải xem là cái mức độ mà nó nghiêm trọng đến mức nào. Tức là ví dụ như là cái sở thích hoặc là một cái điều gì đó mà nó không hay từ cô ấy mà nó ảnh hưởng tới người khác thì lúc đó mới xem xét. Dạ. Chứ còn những đức tính hoặc là những cá tính gì đó của bạn ấy thì mình đáng được tôn trọng. Dạ. Rồi, ok. Em gái con thích mẫu hình lý tưởng đàn ông nó cao thấp hay là như thế nào con? Con thì cao thấp như thế nào cũng được hết. Nhưng mà phải đẹp trai, phải sạch sẽ và quan trọng là phải thơm. Đàn ông giờ chắc ở dơ lắm hay sao? Sao nó mong cầu vậy? Mong cầu lạ vậy đó. Con ở đây thì con cũng gửi hai cái món quà này. Rồi. Đây là tinh dầu Dubai. Cảm ơn con nha. Rồi. Dạ. Ok. Thôi bây giờ mình hỏi người thân coi. Mình thân thân đi. Thầy Hùng đi với ai? Dạ em đi với hai bạn em. Rồi. Dạ, chào chị Ngọc Lan ạ. Chú Quyền Linh ạ. Dạ, theo con nhận xét thì chị bên này nhìn dễ thương với nhỏ nhắn đáng yêu. Với lại cái điều kiện của chị là không gia trưởng thì cái đó thì con thấy là anh Hùng có thể làm được. Bởi vì con hỏi anh ấy mấy lần rồi thì anh ấy cũng nói là những cái điều đó đàn ông là mình là phải bao dung thì mới được. Amen. Cô gái mình đi với ai? Hôm nay thì vì cái lý do gia đình cho nên là em đến một mình. À không sao, có chị. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Nền đã duyên dáng đẹp đẽ. Đây là không gian của thầy đó. Bắt đầu đi. Rồi, tặng em. 37 năm đó. Lần đầu tiên trong đời mình đấy. À dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì đây em cũng có món quà con gửi em tặng anh. Rồi, ví dụ như trong trường học anh mà có dịp lễ gì mà cần quà thì liên hệ em. Anh em cung cấp phân phối luôn nha. Xin lỗi em tên gì ạ? Em tên là Thúy An. Quê bé ở đâu ạ? Dạ quê em ở Cần Thơ. Em gái miền Tây. Em lên trên này lâu chưa? Em lên trên này thì chắc cũng được khoảng tầm gì đó mới được 7 năm thôi. Thế công việc hiện tại của em là? Dạ em công việc hiện tại của em là bán hàng online và kinh doanh tự do. Em thấy hình như là mấy câu hỏi nãy giờ anh hỏi đó là em đã giới thiệu từ đầu chương trình rồi. Không có, nãy giờ là do anh không để ý. Thầy hồi hộp quá nên thầy nghe không rõ. Cho em xin hỏi một cái là tại sao mình lại hai tên nè? Dạ mình hai tên vì là một cái tên đó do ông cố nội của mình. Vậy mình hai tên vậy mình có hài lòng không anh? Cái hài lòng hay ba lòng nó không quan trọng đâu em. Nó quan trọng là bạn có xứng đáng không. Quan trọng chứ. Nếu như hai lòng thì mình đã chia sẻ rồi. Mình chia một cái lòng của mình nó ra làm đôi là tình cảm nó cũng chia rồi. Anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Vậy mình đã kết hôn chưa? Có. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Là tại vì tức là đó là đứa con mà thật ra thì cái lúc đó thì là không mong muốn. Vì thật sự là lúc đó mình không muốn lập gia đình. Lúc đó thì mình chưa có gì cả, chưa thể chăm sóc được cho cô ấy, rồi chả làm được cái gì cả. Thế cưới nhau về đấy. Rồi thì bạn hiểu rồi, điều gì đến nó sẽ đến thôi. Lúc đó mình phải làm điều đó để cho ít nhất là con mình nó có bố có mẹ. Nhưng sau đó một thời gian thì mình phát hiện là nếu không có tình cảm thì không thể sống được với nhau. Còn riêng về cái quan niệm của em nha, thì không nhất thiết một đứa trẻ phải có bố có mẹ cùng nhau đâu. Nhưng quan trọng là cái cuộc sống của nó như thế nào. Tuy là con của em nó chỉ có một mình anh mẹ nó thôi, có một mình anh em thôi,
Nhưng mà chưa chắc gì những đứa con mà có bố có mẹ thì nó đã được như là đầy đủ và đầy đủ yêu thương như em. Ví dụ như là trong một cái mối quan hệ gia đình mà thà không có mẹ hoặc không có bố mà con mình nó đầy đủ vui vẻ, hạnh phúc, được đầy đủ yêu thương của ông bà, còn hơn là ở cùng bố cùng mẹ mà nhìn thấy bố mẹ không vui, cãi nhau, nhìn thấy bố nó không yêu thương mẹ nó. Thì như vậy thì sau này con anh nó sẽ như vậy, mình dành cuộc sống của nó như thế nào thưa anh? Thì bây giờ thì anh đã đủ điều kiện nếu như mà anh bước tới hôn nhân không? Theo quan điểm của anh thì như thế này, nếu bạn đã yêu thương một ai đó, dạ, thì khi nào bạn lo lắng được cho người ta đã, thì lúc đó mới yêu thương người ta. Sống với nhau mà nó thiếu lên thiếu xuống, rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia thì nó không đảm bảo hạnh phúc đâu em. Anh đã bước lên chân lên đây nghĩa là anh đã rất sẵn sàng rồi, có cái quan trọng lắm lắm luôn đó. Thì đó chính là cảm xúc anh nói. À dạ, em thì đã là mẹ đơn thân rồi thì em đủ kinh tế vững vàng để lo cho mẹ con em rồi. Nhưng cái em hỏi ở đây, nếu trong tình yêu tiền của đàn ông đặt ở đâu là tình cảm của đàn ông ở đấy. Cho nên em mới hỏi anh một câu đó, chứ không nhất thiết là em phải cần anh lo cho em bất cứ một cái gì cả. Anh có điều gì muốn hỏi em nữa không? Không ạ. À, anh có uống rượu không? Có không ạ. À vậy thì anh có ngại quen với một người con gái là uống rượu bia không? Tại vì em nhậu khá là tốt. Ví dụ như hai đứa cãi nhau á, thì có thể là trong cơn say ta đến bên nhau để giải hòa một câu chuyện buồn gì đó. Không, cái này là điều em nói em thật sự mà. Dạ vâng, tức là nhậu thì mình không biết nhậu. Nếu mình yêu cổ muốn làm gì cũng được á. Còn riêng em, nếu em yêu thì em sẽ, nếu em có tiến xa với anh nha, nếu nha, thì một điều em bắt buộc luôn, bỏ thuốc. À, còn nếu như anh không biết nhậu á thì về em tập anh nhậu. Tại vì nhà em á, là em hiện tại bây giờ có khoảng 27 đến 30 hũ rượu. Tất cả đều là trái cây với về đa số là khỏe dành cho đàn ông thôi. Mà cứ mỗi ngày thì nếu như anh không biết nhậu thì mình một ngày một ly. Rồi tới ngày thứ hai thì 2 ly chú nhờ. Ngày thứ ba thì 3 ly. Cho chú 5 ly. Thì anh có dự định là khi nào là anh sẽ kết hôn tiếp không? Anh sẽ cưới em nếu anh yêu em sau một ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc bất cứ lúc nào. Nhưng anh phải yêu cái đã. Còn em chấp nhận khi kết hôn nếu anh thương con em. Em đang, cái quan ngại của em là vì con em nó là con gái. Và lý do tại sao khi mà em đến với chương trình này khi con em nó mới 1 tuổi, thì đó là lý do là em muốn con em nếu mà có một cái mối quan hệ mới, khi người ta tới với em khi con em nó còn nhỏ như vậy, thì khi nó lớn, từ nhỏ cho tới lớn thì người ta sẽ đủ yêu thương với nó. Nếu nó lớn là nó chọn chứ hết, em hết quyền chọn rồi. Bây giờ là em chọn để người đàn ông nó có thể yêu thương cả hai mẹ con và có thể chăm sóc nó từ bé cùng em. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta đủ để có bản lĩnh quyết định về cuộc đời của mình. 1 2 3 Hết thời gian, không ai bấm cả. Các bạn cách xa nhau quá, chúng tôi cũng thấy điều đó. Chúng ta đến đây cũng đã có duyên rồi, không có phận với nhau, không hợp với nhau, chúng ta thể là những người bạn. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Hai bạn giới thiệu về bản thân đi, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng quý vị khán giả ngồi đây. Em là Bùi Phượng. Năm nay em 23 tuổi. Em đang công tác tại công ty thanh toán điện tử OnOnPay. Nhiệm vụ chính của em là làm về bộ phận nhân sự. Quê quán của em là Ninh Bình ạ. Rồi, dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thành Công. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 24 tuổi. Và hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên kia tên là Phượng, bên đây Thành Công. Phượng Thành Công. Được, hợp lý.
Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em chắc là em cũng được mọi người công nhận là vú nuôi của công ty. Em nấu ăn cũng là tạm được. Trong các buổi tiệc thì chắc em chuyên là người gọi là vú nuôi, chuyên xào nấu các kiểu để cho mọi người ăn cho thoải quá mái. Quá tốt ha, hỗ trợ đảm đang. Em được cái nữa là tâm hồn ăn uống hơi cao. Đặc biệt ưu điểm chắc là ăn nhiều béo, cũng béo chị ạ. Cái mức độ gọi là 8kg mỡ dư thừa. 8kg mỡ dư thừa. Em cũng mong là mình giảm, nhưng mà cái đấy nó xa xỉ quá chị ạ. Sao xa xỉ, giảm được mà em, trời mình ơi. Khó khăn quá. Chị cũng ăn nhiều nè, ham đi chơi, ham ăn lắm nè. Không sao đâu, ăn có sức khỏe cho nó đẹp. Rồi, nhược điểm của em chắc là nói nhiều. Sao gọi là bệnh nghề nghiệp, một ngày mà em không nói được 1000 từ chắc là em gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Không nói là mình xì khói lên đầu luôn đó. Dạ, vâng. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em á là em có đủ sự chín chắn để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người mình yêu thương. Và cái thứ hai á là em không có hút thuốc, em không có cờ bạc hay là nhậu nhẹt. Chỉ khi nào mà em giao tiếp với các cấp trên thì em mới uống giao tiếp thôi. Rồi. Tốt rồi. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì thỉnh thoảng cũng ngồi cũng hay rung bồ, rung đùi. Đùi nhiều người rung mà. Đừng có rung quá tao em cũng mắt thấy thôi. Dạ. Với lại em cũng hay quên. Em đã có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua cũng 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dài nhất là 2 năm. Sao chia tay? Do cái tính chất công việc của em á, cũng ít thời gian quan tâm á, cho nên nhờ một ngày đẹp trời bạn đó đã có người khác. Nhớ chú ý điểm đó nha. Dạ. Quen cô đây là phải quan tâm nha. Bên đây mấy mối tình rồi em? Em cũng 2 mối tình ạ. Trước đây thì em yêu một anh chàng ngoài Hà Nội. Sau khi quá trình học tập thì anh ấy lại trở về quê. Thời gian không thể níu giữ chúng ta. Thôi là anh ấy vì là khoảng cách đôi ta nên là em chia tay. Vâng, nói chung là chia tay xong một thời gian thì em có yêu thêm một người nữa, cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Dạ. Tóm lại thì cuộc tình của em thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ có tóm lại một 2 từ là trai bỏ, trai bỏ, trai bỏ. Cả 2 mối tình đều bị trai bỏ hết. Thôi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ bổ sung cho cái tình yêu mới này đẹp hơn ha. Quan tâm và ít nói chút xíu. Bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em thì cũng khá đơn giản đấy ạ. Cũng là một người ít nói, biết lắng nghe một chút, biết chia sẻ một chút. Có nghĩa là khá là người trung thủy. Tại vì cuộc sống mà cũng nhiều điều. Đừng có bỏ bạn gái nữa ha. Đúng rồi ạ. Bên đây ít nói đó, đúng luôn rồi đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc, quá ngon rồi. Có cái hình mẫu lý tưởng không em? Chắc là da ngăm ngăm một chút. Ngăm ngăm ha. Vâng. Với em thì quan điểm là trai đẹp thì của người ta, còn trai xấu mới là của mình. Quan điểm vậy rồi mà vẫn bị trai bỏ. Nào đấy. Thiệt chứ, tức thiệt luôn. Còn bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ. Dạ. Đây là ngon. Chuẩn dạ. Luôn. Ừ. Quan trọng là biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Và phải biết được cái tính chất công việc của em mà thông cảm cho em. Cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc rượu chè gì đó. Gái nào mà ghê vậy? Tính của em thì nó vốn hiền, hiền từ nhỏ, hiền như con gái vậy á. Nhưng mà cuối cùng giờ em có là con gái không? Có cảm giác tự nhiên thích con trai không? Dạ không anh, nhưng mà hồi nhỏ em toàn chơi với gái, em chơi toàn mấy trò bánh đũa hay là trời ơi. Dạ em còn chơi bánh đũa không? Dạ không, em chơi tới năm lớp 5 á là em mới nhận ra em là con trai, em là con trai. Rồi lúc đó em mới thích những cái trò chơi của con trai. Tự nhiên sao con mắt phải của nó giật dữ vậy ta? Rồi em chơi với bạn trai thì em chơi trò chơi gì? Em toàn là bị mấy thằng đó ăn hiếp không mà chị. Ăn hiếp không à? Dạ hiền quá, hiền quá nên bị đè đầu cửa cổ luôn á. Em có khóc không? Tới năm lớp 9 luôn em mới hết khóc á. Em kể thử em một bị... cái kỷ niệm nào mà em bị mấy bạn trai ăn hiếp em kể. Cái đó là bị ức hiếp luôn á chị. Ức hiếp sao rồi, một cái trường hợp bị đấm vô mặt nè. Có lần á, năm đứa nó xúm lên nó lôi em lên sân thượng á, nó lột đầu em hết trơn luôn. Nó tưởng em là con gái hả hay sao mà lột đồ em? Dạ không có, tại nó em không chơi tụi nó, em ngồi tự kỷ của mình á. Không, nó không có ức hiếp em, nó có không có, nó chơi nó phá gì á anh. Lột đồ làm gì? Kiểu như chọc vậy, chờ em quần tà lón vậy, xong rồi em phải chờ tới tan học em mới dám xuống hình, nó bỏ đồ em trong lớp. Rồi bây giờ lớn lên còn bị ăn hiếp không?
Dạ không, qua cấp 3 cái là hết rồi. Bây giờ em mạnh mẹ chưa, em men chưa? Dạ giờ em rất là mạnh mẽ. Bây giờ em có hiếp được ai chưa? Dạ trời ơi. Em không có mạnh mẽ quá, giờ em mất mạnh mẽ. Dạ em chưa bao giờ ăn hiếp ai hết chị, nhất là đối với phụ nữ. Em chưa bao giờ em lớn tiếng hay là dùng hành động gì hết á. Dạ giờ quay lại cái vấn đề nè, nãy giờ em chưa có nói là cái mẫu người lý tưởng của em sao, cái về em có hình mẫu lý tưởng gì không? Nó sao ta? Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương. Nãy giờ em nói chuyện cô bên này, em hình dung cổ như thế nào? Ăn mà dư 8 kg mỡ, chắc cũng hơi tròn tí. Hơi tròn, bởi gì nữa? Mặt cũng hơi tròn tí. Em đoán là chắc chắn là dễ thương. À, sao tự nhiên không thích người ta xăm mịn? Nếu mà nhỏ này á, dễ thương thì được. Chứ mà xăm bệ em phải có bạn gái xăm bệ vô em dẫn đi mới khiếp mấy anh kia lại được chứ, để mấy anh kia năm giết em sao? Dạ thôi, là phần lớn là gia đình của em không có chịu. Khi nào đám cưới? Sang năm chị. Sang năm được. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Vậy tốt quá ha. Mà rung quá trời rung, nói chuyện mà mặt giật 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 kia nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai ăn hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình nha. Đừng đánh mình nha. Trời ơi trời. Sao em? Nãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy làm sao? Em thấy anh thuộc tiếp người ít nói. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà ảnh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Rồi ảnh không bảo vệ em được rồi sao? Không, chắc em bảo vệ anh được á. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Rồi. Dạ, em hiền nhưng mà em có thể nếu mà có cái trường hợp nào đó bất trắc á, em vẫn có thể tự bảo vệ được. Bằng cách em, nào? Em có về thể lực và em cũng có võ nữa. Em có học võ karate được 2 năm. Đó luôn. Ghê, ghê, ghê. Một chút múa dẻo cho em coi nha. Em không dám. Chào em gái. Chào anh ạ. Em thấy anh khỏe không? Khỏe á. Nói chứ nãy giờ chọc bằng bên trai bên đây thôi. Bạn bên đây rất là hiền. Bây giờ bạn bên đây đồng ý thì chừng nào em sẽ cho người ta bước tới? Càng sớm càng tốt anh ạ. Bây giờ em nghe anh ấy nói em thấy có hợp gì tính với mình không? Cũng một phần nào đấy ạ. Bên đây 24 tuổi nhưng tính còn rất con nít. Còn em 23 tuổi nhưng mà tính em phải nói là rất là cứng á. Tính tình em rất là bản lĩnh luôn á. Em có sợ nghĩ rằng mình sẽ là người là làm chủ, thậm chí làm trụ cột gia đình luôn không? Thực ra thì với thiên chức của người phụ nữ Việt Nam ấy, có một cái phần nào đấy luôn luôn là người đứng sau một người chồng của mình để thúc đẩy cái công việc, luôn là người phía sau để ủng hộ cho tất cả những cái quyết định. Em có thích lấy con trai miền Nam không? Em cũng chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Hay. Hay, dễ thương lắm, ai thấy được á. Hôm nay em đi với ai em gái? Em trai, ha? Hôm nay em đi với em họ của em. Rồi, để chị nghe ý kiến của gia đình em ha. Chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Em tên là Thắng, em là giai em họ nhưng mà có thể là lớn tuổi hơn Phượng. Thì em thấy Phượng là một người rất là mạnh mẽ và cá tính, rất là quyết đoán. Còn bạn Nam bên đây thì em thấy anh ấy rất là sáng sủa, cũng dễ thương. Với hai là khi mà anh này chia sẻ thì em thấy là có thể là trong cuộc đời nó có duyên á. Nếu mà có nên duyên vợ chồng hay gì nó có sự bù trừ á, rất là hay. Nếu mà nên duyên được thì rất là tốt, rất là hay. Mình thấy nên có cơ hội trao cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với em họ và người đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em là Tĩnh, em họ của anh Công. Dạ, em thấy chị bên này thì rất là dễ thương, xinh xắn. Còn anh Công của tụi em thì ưu điểm thì rất là hiền và ít nói. Anh này hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn anh có cái khuyết điểm là hay quên. Em thấy là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Mở rào. Đó. Em chào anh. Anh chào em. Hôm nay em có cái cây này là anh. Đây là một trong những cái cây yêu thích của em. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng có cái món quà này cho em. Là anh có tự tay vẽ bức tranh này. Dạ, cảm ơn anh. Em đưa cho mọi người thấy, gia đình thấy có đẹp không? Đó. Yeah. Rồi, mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau thế nào đó? Hai người quay mặt với vậy, xoay qua đây chứ tự nhiên xoay qua anh kia là sao trời? Dạ, em cảm thấy bà nữ này rất là dễ thương. Ngoại hình cân đối, cũng hợp với em. Nãy giờ bạn gái cũng đang lo lắng về em đó.
Em có thể hiện vài miếng vỏ thử coi. Ở đây em không dám, chỉ khi nào mà có phòng vệ rồi. Không thì thử coi, thí dụ thí dụ thử coi. Vậy em xin phép múa sơ. Đúng rồi, bài quyền ha. Múa một vài bài quyền rồi, đúng không? Thử xem. Nào, 2, 3, bắt đầu. Đó. Sẵn đứng hát luôn, hát luôn. Hát luôn, biểu diễn bạn gái, coi luôn. 2, 3. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim hồn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em thấy anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ lắm. Bây giờ em cảm nhận nãy giờ những phút giây giới thiệu em, em thấy thế nào? Bây giờ khi mà nhìn thấy nhau thì thấy là anh ấy khá là hiền, nhưng mà khỏe mạnh cái này quá em sợ quá. Nhỡ về nhà ăn hiếp nhau thì sao? Ở đâu đó thì thôi chứ dễ thương lắm, không ăn hiếp. Khóc rồi kìa. Khóc nha. Anh có chia sẻ là mình không thích cô gái có hình xăm ấy, nhưng mà em lỡ có hình xăm rồi bây giờ sao ấy? Là hình xăm nhỏ dễ thương không có sao. Anh chỉ sợ mà chơi một bê nguyên người hay là nguyên con đại bàng hay là gì đó. Nhưng mà thật ra đối với anh á, mà đến bằng tình cảm thực sự á thì anh không có quan tâm, chứ cái này là quá bình thường thời buổi hiện giờ. Với lại ba mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Nếu mà quen lâu dài thì anh có bắt em về ở làm dâu không, hay là mình sẽ ở riêng? Ta có nhà riêng rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Anh có công việc của anh có phải thường xuyên đi công tác sao? Không em, anh chỉ đi vòng vòng thôi. Nếu mà có gia đình rồi á, đúng 6 giờ anh sẽ có mặt nhà. Nếu mà anh có cái tiệc tùng nào đó, anh cũng sẽ báo cho em biết một tiếng. Anh chỉ mong em là hiểu cho cái tính chất công việc của anh. Nhiều khi em nhắn tin qua, nhưng mà anh không thể trả lời liền được. Anh rảnh lúc nào anh sẽ nhắn tin lúc đó. Bố mẹ và gia đình của em thì vẫn ở quê, tức là ở Ninh Bình á. Thế bây giờ chỉ có một mình em ở đây thôi. Nhỡ mà có vấn đề gì về cuộc sống ấy, thì em có thể được về nhà không? Thì khi nào em muốn là em về, thì em nói cho anh biết một tiếng để anh sắp xếp. Rồi, bây giờ nè, tỏ tình sao cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với mình đi. Giờ mạnh mẽ lên nè, thể hiện tính coi như là bản lĩnh đàn ông nè. Em là bạn gái anh nha. Anh làm em này là em khó nói quá. Cho anh nắm tay cái đi, anh cảm nhận cũng được rồi quyết định. Mình sẽ bấm nút mình quyết định. Lâu lắm rồi mới được nắm tay. Anh cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình bấm nút là hẹn hò, trao duyên cho nhau và tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Chúng ta tự nguyện, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nào. Rồi hôn bạn gái một cái nè. Mời bạn nam. Rồi. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ rồi. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Anh xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả và xin chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trần Việt Thu, em 31 tuổi, hiện em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kế toán. Thu làm kế toán. Dạ. Em xin giải thích thêm cái tên của em nha. Hồi xưa lúc mà mẹ em mang bầu em á, thì cứ nghĩ em là con gái và cũng thích là con gái, nên quyết định đặt tên em là Thu. Là do em sinh vào mùa thu á. Nhưng mà khi sinh em ra là con trai, nhưng mà vẫn quyết định giữ tên là Thu luôn. Nhưng mà bây giờ em là con trai hay con gái? Dạ tên Thu nhưng mà em rất men chị. Thu quê đâu Thu? Dạ em quê ở đây luôn ạ, ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi mời bạn gái. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh nhà kế bên, chào khán giả. Em tên là Trương Kim Xuân, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Vĩnh Cửu, Đồng Nai và em đang công tác tại khoa dược của một bệnh viện tại Dĩ An ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi tham công tiếc việc một chút, nấu ăn được, nội trợ cũng ổn. Còn nhược điểm của em là do bản chất công việc nên em hơi nóng tính. Khi đói hoặc mệt đó thì em hay dễ nổi quạo lên. Và cái nhược điểm lớn nhất mà chắc bẩm sinh luôn là em ăn chậm.
Chậm là chậm bao lâu? Ăn bữa cơm dạ, bao lâu? Ăn bữa cơm khoảng 1 tiếng. Trời đất ơi. Ăn tiếng mấy chén cơm em? Dạ ăn tiếng chén thôi anh. Trời đất ơi. À, bạn đứa ơi có gì mình sẽ đút bạn ăn. Đút bạn ăn. Còn tắm thì em có thể tắm cả tiếng. Tắm 1 tiếng nữa? Dạ. Vậy một ngày là em ăn 3 bữa cơm hết 3 tiếng. Tắm ngày tắm mấy lần? Tắm lần thôi chị. Tắm lần 4 tiếng rồi ngày ta rồi hết cái thời gian luôn rồi. Còn đâu nữa? Trời đất ơi. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm lãng mạn. Còn nhược điểm của em là em trong công việc em là người khá lãng tính, là em cũng không giỏi giao tiếp với đông người lắm. Rồi bây giờ tình trường của hai em thì sao em gái? Dạ em có 2 mối tình và mối tình gần đây nhất là khoảng 3 tháng mà chia tay cũng gần nửa năm rồi chị. Quen dạ. Có 3 tháng à? Dạ. Vậy là cũng nhạt chứ cũng chưa có gì đậm đà sâu sắc. Dạ đúng rồi. Rồi vậy bạn trai thì tình trường sao? Em có 1 mối tình kéo dài khoảng 2 năm. Em chia tay cũng hơn 1 năm rưỡi. Lý do chia tay thì em nghĩ chắc là do em với bạn đó không có duyên mà không có nợ với nhau. Nhưng mà tới duyên không có nợ là sao anh không hiểu? Tại vì lúc mà quen em thì có người thứ ba. Người thứ ba. Ai có người thứ ba? Bên bạn đó. Bạn đó. Nên bạn đó thay đổi rồi bạn đó chia tay. Mình thấy có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Không, em rất là quan tâm bạn gái. Rồi, vậy tốt rồi. Thôi coi như không có, đúng là không có phận đi ha, có duyên có phận. Dạ em gái mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người cao 1m65 trở lên. Có luôn. Em cao 1m70 ạ. Được. Dạ không quá ốm cũng không quá mập. Được luôn, bên đây vừa vừa người. Rồi đặc biệt là không hí, không hói, không hôi luôn. Không bốn hờ dạ. Hí, hói, hô hôi. Dạ. Bên đây có hói mà không biết ai hói. Mắt mới gì không thích bốn hờ đâu. Dạ. Mắt hí ta nhiều khi đẹp chứ bộ, dễ thương chứ bộ. Đúng anh rồi. Nói ví dụ giờ em gặp một cái ông chồng đó, một người yêu đó, mắt người ta có hí, đầu người ta có hói, rồi á người ta có hôi rồi gì đó, nhưng mà ta thương em, yêu em hết mực thì sao? Hí thì không khắc phục được, còn hôi thì em giải quyết được. Hí hả thì cắt mắt. Có gì đâu khó. Thôi để tự nhiên đi. Cái mắt hí đâu có phải quan trọng. Nhưng cái hôi thì mình tắm rửa sạch sẽ thì nó hết hôi. Đúng rồi, chừng nào 30 ngày không tắm hết không hôi chứ. Rồi hói thì sao không thích? Hói là do suy nghĩ nhiều quá, tính toán nhiều quá mới hói à. Thì đúng đó. Rồi. Như vậy người ta suy nghĩ, người ta tìm cách nào để làm giàu cho chính mình rồi cho gia đình vậy tốt chứ. Nói vậy thôi. Chứ tình yêu đến rồi hả? Cái đầu trọc lóc cũng yêu luôn. Rồi, vậy thì em trai mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là bạn gái cao 1m55 trở lên. Rồi, có. Tóc dài. Có luôn. Tóc dài luôn. Cá tính năng động. Rồi. Nhưng mà vẫn giữ được nét dịu dàng của người phụ nữ. Rồi. Mít ướt tí thì càng tốt. Anh khỏi lo, em nhão lắm. Rồi, còn gì nữa không? Lại biết sống, biết quan tâm mọi người xung quanh. Rồi. Dạ, vậy hết ạ. Ôi, vậy quá dễ dàng, đâu có gì khó đâu. Được rồi, để qua coi. Nếu mà được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân? Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi, thì có thể năm sau ạ. Năm sau, lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu? Do là em đang ở với ba mẹ em á, thì anh trai em đã lấy vợ và ra riêng rồi. Thì em sẽ hy vọng là bạn nữ sẽ chịu ở chung với ba mẹ em. Nhìn cái tướng này thì ngon lành, tôi không cần phải bắt cái hít đất kiểm tra gì đâu. Thấy được đó. Dạ. Chị thấy ổn đó, hợp xứng đôi á em. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ em đi với ai nè? Hôm nay thì đi với ai? Em đi với ba em và các chị đồng nghiệp á. Kính chào hai MC Quyền Linh và dạ. Chị Cáp Tường. Kính chào các quý vị khán giả ở trường quay. Cháu chào bác ạ. Chú thấy con rể tương lai thì sao? Ưng ý không? Dạ ưng ý. Nếu mà hồi ở chơi đàn coi sao chứ tôi là... Tôi dạy đàn guitar này. Chết chưa. Múa rồi qua mắt thợ rồi. Tôi dạy organ guitar. Đó. Dạy vẽ. Thì thôi thì về nếu mà được á, thì về làm đệ tử cũng được có sao đâu. Dạ. Bác ơi con mới học đàn có mấy tháng nên có gì chút nữa bác chăm trước giùm con nha. Dạ. Quéo liền. Cảm ơn bác. Chú. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một đứa em trai đồng nghiệp ạ. Dạ chào cô. Dạ con dạ. Chào bác. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Cháu Việt Thu tuy là tên Việt Thu nhưng mà cháu rất là mạnh mẽ. Dạ. Dạ. Cháu rất là hiền, thật thà. Đi làm về là ở nhà phụ việc với cha mẹ thôi. Còn cháu gái bên này thì tôi thấy cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ. Thì cô cũng thấy là hai cháu cũng có những điểm tương đồng. Thì cô mong rằng hai cháu hãy có cơ hội đến với nhau để tìm hiểu, để mà tiến đến hôn nhân. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ
Mở hàng rào lên cho hai bạn gặp nhau trực tiếp ha. Rồi lát muốn đang nôn nao muốn thưởng thức món đàn của anh bên đó nữa. Thì đến chương trình hôm nay thì anh cũng có hai món quà tặng em. Đầu tiên là Doraemon. Dạ. Thì đó cũng là biệt danh của anh. Dạ. Thì còn cái bông hồng này á, do anh tự làm. Nó dạ. không có gai. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ đóng vai trò là của những cái gai đó để là người bảo vệ che chở cho em. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Dạ. Ồ, bông tự làm hả? Em có món quà này nè. Là ba em làm á, em gửi tặng cho anh. Còn cái trong đây nó có một cái đơn thuốc là em tự tay soạn ra. Thành nếu mà sau cái quyết định á thì anh có thể tiền vào tên tuổi. Dạ, anh có thể xem em trước đi. Con đọc đi, đọc đi. Không? Bệnh viện tâm lý khoa tình yêu, đơn thuốc, tên bệnh nhân Lê Trần Việt Thu, 31 tuổi, triệu chứng lúc vui lúc buồn, tim đập nhanh, chuẩn đoán rối loạn nhịp tim, rối loạn cảm xúc. Phương pháp điều trị: 1. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim tăng cường gặp Xuân Dược 3 lần một tuần. Thuốc chống buồn: gọi hoặc nhắn tin cho Xuân Dược 2 đến 3 lần một ngày. Thuốc tăng lưu lượng tình cảm: cùng Xuân Dược đi chơi, đi ăn một lần một tuần. Dặn dò: nếu có gì không bình thường phải nói và không được giấu giếm. Nếu phát hiện sẽ bị ngưng điều trị ngay. Xuân Dược là tên bạn gái đó, nhớ không? À. Hôm nay anh cũng tặng em một bài đàn nhạc của bài Lời Yêu Thương. Dạ. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngần ngờ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Đờn sao tôi nghe tiếng đờn như vậy? Em. Nó không dám đờn, thấy sượt đàn ngồi kia. Không nghe tiếng đờn. Đàn nghe vỗ 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 không vậy? Đàn mạnh lên coi. Anh muốn đừng cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Trời ơi. Cảm ơn anh. Đường cất cây đàn cho để hồi sư phụ lên tịch thu cây đàn. Hồi nãy anh nghe em nói là một ngày anh khoảng mất 4 tiếng để ăn với tắm rửa, thì em có thể bớt đó thời gian để mình có thể nhiều thời gian hẹn hò không? Dạ cũng được chứ anh. Nếu như mà anh chịu khó nhường em một chút xíu, ví dụ như là ăn thì đừng có ăn trước em, chờ em ăn với thì em sẽ ăn cùng anh. Em có thích người lãng mạn không? Dạ có chứ. Anh lãng mạn được bao nhiêu phần trăm? Nói chung này bí mật được không? Nếu mà anh với em ăn nhau á, thì anh sẽ có những cái kỷ niệm món quà lãng mạn cho em. Đến hôm nay thì tuy không phải là người đầu tiên, nhưng em mong anh sẽ là người cuối cùng để cùng em đi tiếp những con đường còn lại nhé. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có duyên và có nợ với nhau. Dạ, cảm ơn anh. Ngọt ngào quá nè. Không cần hỏi gì thêm. Đúng chưa rồi. Nghiên cứu gì hết mới nhìn thôi là coi như cái gọi là để tí xét ái tình hả? Bây giờ nói thiệt lòng đi, mình thấy cái người đối diện đó, mình cảm giác trái tim mình giờ làm sao? Tim hơi đập mạnh tí anh. Em có thuốc chữa cho anh rồi đó. Thích. Dễ thương quá, được rồi đó. Anh thấy cặp này rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Cho em một câu chốt được không anh Quyền Linh? Hả? Em có muốn một chốt với bạn nữ không? Được. Người ta nói nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Dạ. Còn muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Dạ. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cùng nhắm tay nhau đi. Dạ. Trên chung một con đường. Dạ. Và anh hứa là anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Hôm nay có anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng khán giả chứng kiến cái này thì anh nhớ thực hiện nha. Ok. Dạ. Rồi. Hay quá. Nào để tay bấm cho ta làm thủ tục đi. Chứ cặp này là ngọt ngào lắm rồi đó. 1 2 3. Nhanh lẹ. Chúc mừng hai bạn. Nào. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thì chúc là ký vô cái giấy này nha. Viết tên ký vô ha. Viết tên. Tên gì viết vô. Viết đúng tên thiệt nha. Rồi. Tiệt. Thu. Thu. Đúng rồi. 31 tuổi. Dạ. Tôi đã đọc và đồng ý. Có lăn tay không anh? Giống như công chứng vậy đó. Ký tên. Ký tên vô anh đó. Rồi đây. Dạ rồi. Gửi cho chú. Con gửi tương lai nó đã ký rồi chú nha. Chú giữ cái này làm bằng chứng. Dạ. Chúc chú sẽ mau có cháu. Dạ. Dạ. Rồi chúc chú khỏe nha.
Rồi xin phép bác trai hôn bạn gái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Em xin phép bác hôn em. Tự nhiên. Rồi chúc mừng.